gỗ bách xanh Sơn La trong quá trình đục tranh để có bị nứt hay không? Xin trả lời với các bạn, đó là có hai loại gỗ trên thị trường, gỗ bách xanh thuộc Sơn La và một loại gỗ bách xanh là của Lào. Và nếu như các bạn làm gỗ bách xanh của Sơn La thì trong quá trình đục chắc chắn là sẽ rất ít bị nứt. Còn nếu như nó thuộc loại bách xanh Lào thì nó sẽ bị nứt đầu, hoặc là khi mà bị gãy ấy, thì gắn keo nó không ăn. Cho nên là nếu mà làm gỗ bách xanh thì hãy làm gỗ bách xanh Sơn La, rất giá trị, rất thơm, rất nhiều tinh dầu và kết cấu của gỗ rất là chắc chắn. Ví dụ như là phôi gỗ này đang là phôi gỗ của bách xanh Sơn La. Chỉ có một điều đáng lưu ý khi mà các bạn chơi gỗ bách xanh Sơn La, đó là cái phần vết của gỗ bách xanh nó sẽ có nhiều hơn. Ví dụ như có thể là có một vết nhỏ ở trên mặt, nhưng có thể ở bên trong nó tạo ra thành một cái vết sâu giống như là ở trên phôi gỗ này. Nên các bạn cần phải lưu ý chọn gỗ rất là kỹ khi chơi.